Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai chuyển đổi số một cách tích cực, đúng hướng. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, ngày 15 tháng 11 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nghị quyết số 48 về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó đã xác định đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm dùng chung trong cơ quan nhà nước như Cổng Dịch vụ Công và Hệ thống Một Cửa Điện tử tỉnh, Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành, Hệ thống Hội nghị trực tuyến từng bước được đầu tư. Hiện nay có 20 sở, ban ngành, 7 huyện, thành phố và 138 xã, phường, thị trấn thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 đến mức độ 4 và có 1.876 dịch vụ hành chính công trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 582 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan và người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Em đến đây làm việc thì thấy không gian thoải mái, rộng rãi, với lại mát mẻ, sạch sẽ. Với lại các sở ban ngành thì rất là dễ tìm. Khi mà mình đến mình lấy số thứ tự rất là dễ. Các trang thiết bị thì hiện đại. Tôi cũng đến đây để làm các thủ tục giấy tờ, tờ hành chính ấy. Thì tôi thấy là từ cái lúc mà nộp hồ sơ cho đến lúc mà mình nhận kết quả đấy, thì thời gian là cũng rất là đúng hạn. Sau hơn 5 năm triển khai hợp tác, với sự quyết tâm cao của địa phương và sự điều hành của tập đoàn VNPT, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo đột phá, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xã hội. Tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028, hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả và thành công nghị quyết số 48 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang. Qua quá trình triển khai hợp tác, cơ sở hạ tầng, viễn thông, công nghệ thông tin phát triển rộng khắp, ổn định. Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung được VNPT triển khai thống nhất toàn tỉnh, như hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT iOffice, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống báo cáo, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, hạ tầng đường truyền cáp quang tốc độ cao và mạng di động Vinaphone 4G phủ sóng đến trung tâm các xã, huyện, thành phố trong tỉnh. Các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục như VNEDU, y tế, VNPT, HIS, bảo hiểm xã hội, thuế, ví điện tử, VNPT Money, hóa đơn điện tử được quan tâm triển khai mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả. Những kết quả này đã tạo nên nền tảng hạ tầng và môi trường để tỉnh Tuyên Quang từng bước thực hiện chuyển đổi số. Từ chính quyền, người dân, doanh nghiệp đều tăng cường hoạt động trên môi trường mạng. Nhờ đó đến nay, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời. Người dân Tuyên Quang đã dần thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, sẵn sàng trải nghiệm công nghệ mới, thụ hưởng những giá trị từ chuyển đổi số. Trung tâm Viễn thông 5 đang sẵn sàng và cung cấp các dịch vụ di động, internet, băng rộng cố định, tốc độ cao, đảm bảo cái
chất lượng phục vụ tốt nhất cho cái việc mà triển khai các giải pháp số, triển khai các ứng dụng nền tảng chính quyền số, cung cấp các phần mềm công nghệ thông tin, quản lý văn bản số, có ứng dụng chữ ký số như hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin một cửa điện tử, dịch vụ hành chính công, hội nghị truyền hình trực tuyến. Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ. Trên 1.800 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập với 10.200 thành viên, trong đó nòng cốt là thanh niên. Đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân. Trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, các nền tảng số như thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, giúp đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực, thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống. Đoàn xã Minh Thanh cũng đã thành lập tổ công nghệ số, đi từng nơi, đến từng nhà và hỗ trợ người dân thực hiện tốt cái công tác chuyển đổi số để giúp cho người dân hiểu, biết và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ủy ban xã đã thành lập cái tổ công nghệ cộng đồng ấy, để tuyên truyền vận động người dân thực hiện chuyển đổi số, giúp cái thông tin được nhanh gọn hơn. Thì ở thôn thì đã thành lập cái nhóm Zalo, đồng chí trưởng thôn có những nội dung tuyên truyền và chỉ cần gửi vào nhóm cái thì thông tin đã được đến người dân để rất thuận tiện. Còn ở ủy ban xã thì cũng sử dụng nhóm Zalo, cũng sử dụng cái phần mềm Office, công văn đi đến thì rất nhanh, xử lý rất thuận tiện để giúp cho là cái việc quản lý điều hành được minh bạch hơn, thông tin giữa chính quyền người dân được nhanh hơn, thuận tiện cho cái việc tiết kiệm thời gian cũng như chi phí trong giải quyết công việc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 1.311 vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng di động BTS, tăng 82 trạm so với năm 2022. Tuyến truyền dẫn cáp quang kéo đến 1.693 thôn, tổ dân phố và có khoảng 80% dân số trên địa bàn tỉnh sử dụng điện thoại thông minh. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy toàn diện thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử. Trong thời gian vừa qua thì Bưu điện tỉnh cũng phối hợp với Đại hội nông dân tỉnh tổ chức rất là nhiều các cái buổi hội nghị, qua đó thì để truyền thông và giới thiệu các cái nền tảng về thương mại điện tử cũng như là chuyển đổi số đối với lại 100% các cái hộ nông dân, các xã, phường, thị trấn. Thì lãnh cán bộ Bưu điện tỉnh cũng trực tiếp đã đi đến từng xã, phường, thị trấn để đứng làm báo cáo viên các cái hội nghị và trực tiếp cầm tay chỉ việc đến từng hộ nông dân và tạo những cái tài khoản, trong đó thì có tài khoản người mua, tài khoản người bán. Chìa khóa chuyển đổi số đang đi sâu vào từng lĩnh vực và mọi ngõ ngách của cuộc sống, đặc biệt là lĩnh vực y tế, đã mang lại những lợi ích kép, đem lại lời giải tối ưu cho nhiều bài toán khó, như tăng chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao năng suất lao động, tinh giản vận hành, tối ưu chi phí đầu tư. Là bệnh viện lớn của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nền tảng số vững chắc từ nhiều năm trước để bệnh viện thực hiện chuyển đổi số. Bệnh viện đã thường xuyên ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin và quản lý khám chữa bệnh. 100% các khoa phòng của bệnh viện đều được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ, mạng Internet. Hệ thống công nghệ thông tin kết nối liên hoàn, đồng bộ các trang thiết bị trên tất cả các khâu. Có thể thấy chuyển đổi số trong y tế gắn liền với lễ của bệnh viện, thầy thuốc và người dân. Khi mà áp dụng được cái vấn đề chuyển đổi số này vào trong đơn vị thì nó rất là nhiều thuận lợi. Thứ nhất là về vấn đề thuận lợi cho bệnh nhân, thì với bệnh nhân bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng một cái thẻ, cầm một cái điện thoại thông minh, chúng ta cũng có thể làm được tất cả mọi việc đơn giản cho bệnh nhân. Thứ hai là với đơn vị của bệnh viện thì cái quá trình chuyển đổi số thì cũng giúp chúng tôi quản lý về thông tin bệnh nhân tốt hơn. Thứ hai nữa là cái vấn đề giữa nội thông tin của bệnh nhân giữa các đơn vị, ví dụ như là bệnh nhân đã từng khám ở đơn vị nào và cái thông tin liên thông giữa bệnh viện, đơn vị khám chữa bệnh nọ với đơn vị khám chữa bệnh kia thì cũng sẽ thuận tiện hơn. Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ,
Chuyển đổi số chính là xu hướng của xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng. Việc áp dụng công nghệ vào giáo dục có vai trò vô cùng to lớn, tạo nên nhiều bước ngoặt phát triển, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới, thông minh, hiệu quả hơn và đồng thời tiết kiệm chi phí cho người học. Là cơ sở đào tạo đại học quy mô lớn của tỉnh, để đáp ứng việc giảng dạy trong thời đại số, Trường Đại học Tân Trào đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị các phần mềm quản lý dạy học trực tuyến, xây dựng hệ thống bài giảng trực tuyến. Ngoài ra, số hóa chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo. Cùng với đó, kết nối với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đại học có uy tín ở Hà Nội, Thái Nguyên, tổ chức các hội thảo nhằm trao đổi các kinh nghiệm trong chuyển đổi số, cũng như trong đào tạo chuyên môn. Qua các hoạt động của nhà trường đã thúc đẩy chuyển đổi số cho học sinh sinh viên và người lao động. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của thị trường lao động trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để thực hiện việc chuyển đổi số thì nhà trường có rất nhiều các cái kế hoạch để thực hiện cái việc này. Trong đó, việc đầu tiên là thay đổi cái nhận thức của cán bộ giảng viên trong nhà trường về việc chuyển đổi số. Và để thay đổi cái nhận thức này thì nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số của nhà trường. Và trong tháng 4 vừa qua thì nhà trường đã tổ chức một cuộc hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào đào tạo và chuyển đổi số của các trường đại học. Thì thông qua cái cuộc hội thảo này thì nhà trường đã kết nối với các viện trường đào tạo bậc đại học để thực hiện việc kết nối học liệu, kết nối nhân lực để đảm bảo đào tạo được chất lượng cao nhất cho nhà trường, đặc biệt là đối với ngành công nghệ thông tin. Chuyển đổi số đó ấy, là khi mà thực hiện thì nó tạo lên rất nhiều những cái đột phá. Nhất như là như vậy là chúng ta một là chia sẻ và sử dụng được cái nguồn tài nguyên dùng chung của trong cái trường đại học lớn hiện nay. Đấy, để trên cơ sở đó chúng ta tham khảo học tập và hợp tác trong cái đào tạo, trong nghiên cứu khoa học. Đấy, và đặc biệt nữa là như vậy trong thúc đẩy phát triển nghiên cứu chuyển giao các cái sản phẩm vào trong địa phương. Khi mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số thành công ấy, mọi những cái thông tin của nhà trường sẽ được như vậy là cung cấp một cách nhanh nhất, tiện nhất đến cho đối với các cựu sinh viên này, đến cho người học này, đến cho phụ huynh và đặc biệt là đến với xã hội. Tháng 4 năm 2023, tỉnh Tuyên Quang đã ra mắt ứng dụng chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang ID, nhằm nâng cao năng lực hoạt động, cung cấp dịch vụ, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với công dân, doanh nghiệp. Thiết lập kênh tương tác đa chiều giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả. Từ đó tăng cường mối quan hệ, liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong công tác giám sát cũng như xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang và đẩy mạnh quá trình sử dụng dịch vụ công của tỉnh. Với ba trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số của tỉnh, trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số. Tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do nhà nước cung cấp, đồng bộ các cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh, ngành, tránh tình trạng chồng chéo, để công tác chuyển đổi số của tỉnh đạt kết quả cao hơn nữa.